xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán. Các bạn, hôm nay mình nói về số tròn trục bé nhất có ba chữ số khác nhau, được chưa? Thì bước đầu tiên mình nói về số tròn trục nè, sau đó nói về số ba chữ số rồi khác nhau và kiếm về số bé nhất, được chưa? Thì đầu tiên mình sẽ nói về số tròn trục, ví dụ 10 110 170 180 20, được chưa? Đây là những cái số tròn trục. Thì các bạn để ý giúp mình cái số mà mình gạch dưới nó. Ok chưa? Đó. Vậy số tròn trục là gì? Số tròn trục là số mà số tận cùng nè, hay còn gọi là cái số nằm bên phải đầu tiên nè. Từ bên phải sang bên trái thì nó nằm bên phải nè, được chưa? Từ bên phải nè, số đầu tiên nè, hay còn gọi là số tận cùng của cái số đó, số tận cùng, được chưa? Hay các bạn có thể nói rằng nó nằm ở hàng số đầu tiên nằm bên phải, đó là hàng đơn vị. Vậy số tròn trục, số tròn trục là số có hàng đơn vị là số mấy ạ? Là số 0. Hàng đơn vị là 0 nè, 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 hàng đơn vị là 0, được chưa? Đó. Tiếp theo là số 3 chữ số. Để biết số đó có bao nhiêu chữ số, các bạn chỉ cần lấy cái số đó ra và các bạn đếm giúp mình. Ví dụ mình đếm nè, 1 2 2 chữ số. 1 2 3 3 chữ số. 1 2 3 3 chữ số. 1 2 3 3 chữ số. 1 2 2 chữ số, được chưa? Muốn biết số đó có bao nhiêu chữ số, các bạn chỉ cần đếm số lượng chữ số giúp mình. Hoặc cách hai ví dụ mình lấy lại 110, thì số có ba chữ số phải đảm bảo giúp mình gồm có ba hàng. Thứ nhất, từ phải sang trái nè, số 0 đầu tiên gọi là hàng đơn vị, tiếp tục số 1 người ta gọi là hàng trục, tiếp theo đó là hàng trăm. Vậy số có ba chữ số phải đảm bảo gồm có những hàng đơn vị, trục và trăm. Ok chưa? Đơn vị, trục, trăm. Không đơn vị, một, trục, một, trăm. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tìm ra số tròn trục bé nhất có ba chữ số khác nhau. Thì mình biết rằng số có ba chữ số thì gồm có hàng đơn vị nè, hàng trục nè, và hàng trăm. Đúng chưa? 1, 2, 3. Ok. Tiếp theo đó là số tròn trục. Tròn trục nên chắc chắn một điều, hàng đơn vị phải là số 0. Ok chưa? Và các bạn nhớ giúp mình, mọi con số trên thế gian này đều được tạo bởi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Được chưa? Mình đang viết cái dãy số nó tăng dần. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Được chưa? Số cái dãy số tăng dần. Thì do ba chữ số mà khác nhau là gì? Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là những cái con số nó không giống nhau, là không nè, thì số 0 sẽ không được lấy lại hàng chục và hàng trăm nữa, được chưa? Vậy số 0 đầu tiên mình sẽ bỏ đi. Rồi, thì giải muốn tìm số bé nhất thì các bạn làm từ trái nè, là hàng trăm trước, sang phải giúp mình trăm, rồi tới chục, rồi hàng đơn vị. Số bé nhất trong dãy số này là số mấy ạ? Số 1. Khi các bạn đã lấy số 1 rồi thì các bạn bỏ số 1 đi, do nó khác nhau nên bạn loại đi. Tiếp theo sẽ là số 2, vậy chứ? Rồi, vậy số tròn trục bé nhất có 3 chữ số khác nhau, đó là 1, 2, 0. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình. Hoặc là các bạn có muốn nhu cầu về hỏi bài tập thì các bạn có thể comment ở phía dưới. Mình sẽ dựng clip để hướng dẫn cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.